Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bức xúc trước doanh nhân đòi mua giống với giá 40 tỷ đồng. Vào ngày 1 tháng 4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Giọng ca BX bày tỏ thái độ bức xúc khi một người phụ nữ nhắn tin cho anh tự xưng là doanh nhân trong nước với mục đích mua giống. Bắt đầu người này bày tỏ sự mến mộ đối với Đàm Vĩnh Hưng, sau đó đề cập vấn đề sinh con. Cụ thể nội dung tin nhắn như sau: Chào anh. Ai đó? Em là một nữ doanh nhân trong nước thôi anh à. À, chào em, có việc gì không em ơi? Em rất chi là yêu quý anh, cho em hỏi thật lòng nha, anh có bán giống không anh? Là sao em ơi? Là bán giống ý? Anh không hiểu, bán giống là gì? Em viết có dấu đi em gái. Ôi, ngại chết đi được. Ý em là anh có bán tinh trùng của anh không? Em muốn có con, nhưng phải là giống của anh cơ. Trước vấn đề mua bán nhạy cảm, nam ca sĩ vô cùng kinh ngạc và không muốn tiếp chuyện, anh nhắn lại: Trời đất, gì vậy em ơi, sorry em, ba em, anh buồn ngủ rồi. Bị từ chối, nhưng nữ doanh nhân vẫn cố chèo kéo bằng cách ra giá khủng. Đừng ngủ anh ơi, em xin gửi anh 40 tỷ được không anh, em tự lo mọi việc. Tới đây người phụ nữ không còn nhận được hồi âm từ Đàm Vĩnh Hưng. Chụp lại tất cả tin nhắn Đàm Vĩnh Hưng công khai lên mạng xã hội. Anh dùng những lời lẽ gay gắt để giằn mặt nữ doanh nhân kia. Trời ơi là trời, con gái bây giờ mạnh mẽ quá, biết đầu tư quá hen. Rồi sao, chắc tao ngu, giờ này mà còn làm tấm cám với anh à. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Vì ở đây tôi không có gì để bán cho tiểu thơ cả. Tiện khách, chó mè đâu, ra quào nó cho ta. Sáng sớm tình mơ, Đàm Vĩnh Hưng nói đó. Câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả phải bật cười. Bởi không ngờ sự việc tái nhị này lại xảy ra với nam ngôi sao đình đám. Nam ca sĩ Phú Hà cũng hài hước trêu đùa với bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng. Sao mày không giới thiệu cho tao, tao qua nhà thăm em ấy. Giống đẹp và cũng rất ok, hơi bị điên tí thôi, để bà con tao lấy một con. Chờ mày lấy hai con luôn, rã chán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất mỗi ngày nhé.